Cho con hỏi chút xíu là chú cái tiểu đường bên con đây là chú hồi xưa là chú cũng tìm hiểu cũng lâu rồi chú mới mua đúng không? Sao ạ? Là cái tiểu đường Befarin này bên con đó là chú Bạch hồi đó chú cũng biết và chú tìm hiểu cũng lâu rồi chú mới mua đúng không? Chứ ông thầy Đức á, thì tại chú lên chú có hai coi những clip hay là nói cái lá này lá kia thì gì đó À. tới chừng quảng cáo cái thuốc tiểu đường này chú mới mua ấy. À là chú thấy là chú mua luôn à chứ chú không có đắn đo gì hết hả? Không, tại vì trước thì chú coi những clip mà thầy nói những cái lá này trị gì lá kia thì cái gì á, Dạ. thì những cái clip ngắn ngắn ấy của thầy lên trên trên YouTube á, Dạ. chú coi theo dõi lâu lắm rồi mấy tháng ấy, rồi sao thấy cái Befadin này của thầy Đức làm À. là ra chú mới mua uống thử, uống vô thấy thì một thời gian uống mấy hôm đầu á uống thấy cái tê tay tê chân này cũng bớt, À. thành ra chú mua chú uống luôn đó. À là Chú con mới mua một hộp nữa nè, như chú mới mua đó chú mới mua nữa. Đúng chú mới rồi, mua mua thêm là á. hộp hộp vậy đó, sáu sáu hình như là sáu hộp bao nhiêu á. Ủa dạ chú à đâu có chú mua lần này là chú mua mấy hộp luôn đúng không? Đâu mà cái hộp giấy ấy, là trong đó có 6 hộp nhỏ, 5 hộp À tặng hộp hay gì đó, là chú mua một hộp cái hộp giấy lớn đó là trong đó nó có năm sáu cái hộp hộp cà tông á. Ừ đó, à rồi đây là một hộp lớn đây vậy đó, ok trong có mấy hộp nhỏ. ok À, chú là khách hàng của bên con thì mỗi lần chú mua là bên con cũng có hỗ trợ giá cho mình nhiều á, là ví dụ như có tặng thêm thuốc hay là có giảm giá cho chú, cho nên thực ra là nếu mà chia ra thì cái giá thành nó cũng không có đắt, nó cũng rẻ, nếu mà Nó là tương đối cũng được, thành nó ra chú ổn duy trì uống là cũng uống. cũng cũng được. Thì giai đoạn đầu nếu mà đường mình cao là mình sẽ kết hợp cái thuốc tây với lại cái thuốc bên con là 6 viên, còn trường hợp cao nữa đó là có thể là 8 viên 9 viên. Chú uống 6 viên rồi. À, thì 6 Hai viên ba lọ viên chưa 6 viên là ổn rồi chút, 6 viên là ổn rồi. bao. Có những trường hợp bị lâu năm hoặc là bị cái đường nó cao quá là bên con phải hướng dẫn uống 9 viên. Mình điều trị cái tiểu đường rồi mình ngủ tốt nữa thì đường huyết nó sẽ ổn định. Còn bữa nào mà giấc ngủ của mình có ảnh hưởng thì bữa sau nó cũng cũng có ảnh hưởng. Ngoài ra là nó ảnh hưởng bởi cái sinh hoạt của chú trong ngày với lại là cái chế độ ăn đó, cái chế độ ăn đó. Tức là mình tiểu đường là mình sẽ không ăn những cái thứ mà nó làm tăng đường nhanh, ví dụ như là sầu riêng, mít, rồi những cái trái cây mà nó có nhiều đường ngọt. À, Chú chỉ ăn kiwi nè, rồi blueberry dạ nè, rồi trái cherry, ừ ăn mấy vậy, thấy trái dâu nữa, ăn vậy thôi. Còn mấy cái à kia là dứt khoát tôi không ăn nhà mấy cá chua chát là mình có thể mình ăn được. nè. Mấy cái chua khác rồi thấy ăn được. Trưa là ăn chuối sống luộc á, chuối già mà sống á, luộc. Ăn ok chấm với lại muối mè vậy thôi. à chấm với mè hả chú? Chú hạn chế ăn buổi trưa, ăn buổi trưa hết á, ăn có trái chuối vậy đó, trái chuối bự vậy đó rồi xong. Chuối hả chú, ăn chuối hả chú? Chuối luộc á, À chuối già luộc á, chuối xanh á, chuối già luôn. À dạ ok chuối xanh á cái chuối là chín hai đó là cái rất chuối chín tốt đó nữa. cũng nhiều đường nha, cái chuối chín nó cũng nhiều đường nha chứ Không, còn chú đâu ăn chuối chín, là ăn chuối xanh chuối xanh ok, chuối xanh là nó cũng hơi chắc chắn là phải không chú? luộc, luộc kỹ ra nó không có chát nữa. À ok dạ à, nếu vậy là bây giờ là chú Bạch là đang uống bên con là 6 viên đó. 6 viên, sáng À 3 viên, chiều 3 viên. sáng 3 viên chiều 3 viên là nó Với đã lại thêm bốn viên thuốc tây nữa. à bởi thuốc tây là uống kèm cả hai. Là cách nhau tiếng 2 tiếng này uống uống tiếp cái Befadin đó. À Sáng sáng trước khi ăn là chú đã uống thuốc tây rồi. dạ Rồi sau ăn tiếng này chú mới uống Befadin đó. dạ cái thuốc bên con đây nó cũng ngăn ngừa cho mình cái biến chứng của tiểu đường đó, tại vì là nó mạnh thận với lại tuyến tụy. Nhưng mà thực ra là bên Tây Y đó mình uống là nó cũng có một số cái loại thuốc nó sẽ làm giảm cái chức năng thận và cái chức năng sinh lý. Nhưng mà cái thuốc của mình đây mình uống thì nó sẽ bổ thận với lại bổ tụy cho nên là nó cũng 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 khôi phục lại dần. Thì nó cũng ngăn ngừa cho mình cái tác dụng phụ của cái kia. Thì Cái thuốc tây á làm tiêu luôn á, đào nó mất luôn á. à Hai cái loại thuốc chú uống á thì chú coi đọc cái tác dụng phụ ở đâu đó là nó là uống vô đó là mất luôn, à nó uống lâu. à dạ thì mình giảm được là tốt hơn phải không chú? Ừ ok vậy thì Bởi giảm mấy lần giảm được, giảm tăng ghê quá, sợ quá, chú tăng nhanh. dạ ok nếu vậy thì bây giờ là cái thuốc tây đó với lại cái thuốc bên con là chú vẫn giữ cái liều tăng cường, vẫn giữ cái liều 6 viên ha, tại một thời gian nữa nó ổn đó, thì mình mới mới nghĩ cách là mình chia nhỏ cái thuốc tây đó mình giảm dần. Thì cơ bản là Cái bây giờ đó là là như vậy là tôi thấy là bây giờ nghe là nó đã ổn rồi đó. Uống thuốc tây với uống cái beta green là nó ổn rồi đó. cơ bản là mấy cái triệu chứng tê bì của chú hồi xưa là nhiều nhất đó, thì bây giờ nó đỡ Nó đỡ rồi nhiều rồi. ok nó đỡ nhiều rồi.